Rồi, anh giới thiệu tên tuổi của mình cho cô chú anh chị biết anh ha. Trước mặt là chào chủ Tuấn Vy. Ủa, anh người miền Trung à? Người miền Trung. À. Chào bà con cô bác cộng đồng mạng đó. Dạ. Cùng xem chương trình của chủ Tuấn Vy. Dạ. Mình tên là Hợp. Dạ. Đến từ Hà Tĩnh. À, anh ở Hà Tĩnh. Hà Tĩnh. Dạ. Mình sinh năm 1963, năm nay là 59 tuổi. Vậy thì anh đang làm công việc ở đâu? Anh đang làm việc là người dân lao động ở nhà là chuyến nuôi trồng hải sản, nuôi nghêu và nuôi hâu. Nhưng mà anh làm việc ở Hà Tĩnh luôn hay là ở tỉnh nào? Làm việc ở Hà Tĩnh luôn, ở quê luôn. Vậy thì anh từ đâu tới đây? Anh từ Hà Tĩnh tới đấy. Ôi trời, sao đi xa vậy? Xa vậy, thấy cái chương trình của chú nó hay quá đấy. Em mà biết trước thì thật sự là em không có khuyến khích đi xa như vậy. Bởi vì thật sự mà nói là cái chương trình của em tuy rằng nó cũng rất là hiệu quả, nhưng mà có một cái á, để mà gọi là không phải ai cũng có thể đi là có vợ có chồng được theo như mình mong muốn được, bởi vì nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Cho nên là thôi, đường nào anh cũng vô đây rồi thì em ghi nhận và cũng cầu cho anh là gặp may mắn thôi, chứ còn đi xa thì em không có khuyến khích. Vậy thì hiện tại bây giờ thì anh còn làm công việc gì ở nhà? Thì nói chung ở nhà là chỉ còn nuôi nuôi trồng thủy sản. Vậy thì ở nhà mình có ao hả? Ao vuông ở nhà đó, không có ao, nhưng mà mình thả dưới sống mình nhận đấu thầu mấy hectare dưới sông rồi thì nuôi dưới sống. Tức là anh nhận đấu thầu của cái sông đó, của cái hồ đó. Vậy thì anh cho cái micro lên sát trên miệng ha. Dạ, vậy thì một tháng như vậy, một năm như vậy thì là nó anh đấu thầu một năm như vậy là bao nhiêu tiền? Đấu thầu thì một năm thì một hecta khoảng 3 triệu. Mà mình khoảng làm 2 hecta, khoảng 6 triệu tiền trả hợp đồng. Vậy rồi nguyên một khúc sông thì mỗi người đấu thầu một khúc à? Đúng rồi. Để ngăn lại. Gọi như là mình cắm cọc vấy lại, rồi thả giống vào trong. Cắm cọc vây lại rồi thả vô trong đó. Vậy thì lỡ mà lũ lụt này kia thì chắc là nó cuốn hết anh ha. Thì cùng rủi ro rồi thì cùng có. Thì đó cũng e ngại cái điều đó. Rồi thu nhập thì một năm như vậy mình cứ ước tính được khoảng bao nhiêu anh? Thu nhập thì nói chung làm thì cũng đủ sống, cũng có dư. Nhưng đại khái là một tháng như vậy mình cứ một năm như vậy mình ước tính được khoảng là bao nhiêu tiền không anh? Một năm thì nói chung thu hoạch khoảng 150 triệu. Khoảng 150 triệu. Còn tình trạng hôn nhân gia đình của anh thì như thế nào? Tình trạng hôn nhân thì ly hôn khoảng 9 năm rồi. Ly hôn 9 năm hả anh? Rồi anh được mấy đứa con? Con được ba đứa con gái. Đứa đầu thì cũng có gia đình rồi. Đứa thứ hai thì sinh 1997. Thì nó đang đi làm việc ở chỗ trên Bình Dương. Đứa con đứa thứ ba thì năm nay mới học lớp 8. Mà còn con ở với mẹ cả. Ở với mẹ. Bố thì độc thân. Một mình, cũng có nhà có đất rồi. Một mình. Trước đấy thì nói chung sống với ông bà nội, nhưng mà ông nội mất thì khoảng 5 năm rồi, ba mới mất khoảng 1 năm rồi. Bây giờ là một mình ở nhà là cũng buồn. Một thân một mình. Vậy rồi hôm nay anh gặp em đó thì anh có muốn gửi gắm tới cô nào những cái điều mà anh muốn bày tỏ, hay là anh muốn giới thiệu về bản thân mình để kiếm một ý trung nhân? Nói chung trước tiên thì anh cũng muốn giới thiệu bản thân. Thứ hai là thì trong cái có nhiều clip của chú Tuấn Vy thì cũng thấy ở trong là có cô Quý mà người Bắc, mà cô làm việc ở Đồng Nai, thấy cô đó cũng phù hợp với cái hoàn cảnh của mình. Bởi vì là cô cũng nói là có như cần một con người là độc thân, không phụ thuộc vào ai cả. Là có nhiều cái cũng có cái tương đồng. Nên là cũng muốn kết nối với cô Quý.
Vậy là anh muốn kết nối với cô Quý ha. Dạ. À, còn ngoài cô Quý ra, nếu mà đôi bên mà không có thuận duyên với nhau mà có ai đó muốn kết nối với anh thì anh có sẵn sàng cho người đó đến kết nối không? Cùng sẵn sàng, sẵn sàng. Dạ. Rồi khi mà lấy vợ về thì nơi ăn chốn ở hiện tại thì như thế nào anh? Thì nơi ăn chốn ở hiện tại thì mình độc thân, có nhà, có cửa, có đất, có đái đàng hoàng đó. Dạ. Dạ. Anh đi xa xôi quá, thấy tội nghiệp anh quá. À đây đó ha, cô Quý ở Đồng Nai ha. Dạ. À, thưa anh á, thì là hôm trước cũng có một người có bày tỏ đến cô Quý. Dạ, anh cho cái micro lên cao ha. À, nhưng mà thực sự là cũng chưa thấy cái sự mà trả lời của cô Quý. Cho nên là cái điều này thì mình vẫn có quyền và cũng có cơ hội. Anh yêu mến cô Quý qua những điều nào? Anh yêu mến cô Quý là thầy cô nói thực lòng mà cũng hai cái hoàn cảnh cũng tương đối giống nhau. Là bởi vì đưa em cài cho đây nha. Rồi. À, có những cái điểm chung nào giữa anh cái điểm chung là cô Quý là cô làm công nhân thì anh cũng là một cái người lao động, thì hai con người cùng là lao động cả. Cho nên là sống được với nhau. Còn cái thứ hai nữa là coi như cô Quý cũng không phụ thuộc ai cả. Mà còn anh cũng không phụ thuộc ai cả. Rồi thì còn cái chuyện ở thì anh là có nhà, có đất, có cửa, có nhà, có cửa rồi. Thì về chỗ anh ở cũng được. Còn nếu như mà sau này mà coi như về, nếu như mà sống được với nhau thì ở chỗ cô Quý mà có cái việc làm gì ổn định hơn, toàn tiền hơn ở quê mình á, thì thì là cùng tính sau cũng được. Cái đó thì đôi bên có thể tính anh ha. Vậy thấy cái đợt cô cũng có nói là mức tuổi từ 60 tuổi trở lại. Thì bà cũng nằm tâm tâm trong cái tuổi đó chứ. Ok anh, thì em nắm được rồi. Thì hôm nay đó thì em cũng xin ghi nhận cái thành ý của anh. Anh đã đi rất là xa xôi đến đây để anh bày tỏ cái điều này, là phải nói rằng là anh đã vượt qua được một cái thử thách to lớn mà không phải ai cũng làm được điều đó. Cũng hy vọng là sau khi em đăng tải lên á thì được cái sự thương mến của cô Quý dành cho anh. Và giờ anh có muốn bày tỏ đến cô Quý điều gì thì anh có thể nhắn gửi. Thế cùng nhắn gửi với cô Quý rằng là coi như theo cái tiêu chí của cô thì thấy là anh cũng đáp ứng được tương đối nhiều. Cho nên nên cho một cái cơ hội để coi như hai bên gặp nhau. Ok anh. Anh còn muốn bày tỏ điều gì thêm không? Chắc có lẽ từng đó cũng đủ rồi. Cho nên là cũng bây giờ thì cũng chào chú Tuấn Vũ, chào cộng đồng mạng, chúc chú Tuấn Vũ và cộng đồng mạng coi như dồi dào sức khỏe. Coi như xem nhiều kênh của chú hơn. Ok anh, vậy giờ đây em xin được kết thúc buổi trò chuyện với anh nha. Rồi mình sẽ chờ tin vui coi cái sự phản hồi của từ bên cô Quý như thế nào, rồi mình tính tiếp anh ha. Ok, rồi chào anh nha. Rồi giờ đây chúng ta sẽ đến với một vị khách nam. Chào anh ha. Rồi ngồi đi anh. Anh cho em mượn cái phiếu ha. Cái anh cầm cái micro lên anh, cái đó là cái micro. Cầm lên trên cao cao á, nói chuyện cho nó rõ. Đúng anh rồi. Cái áo này được hả? Dạ, cầm cho nó, cầm sát miệng nó rõ hơn á. Rồi. Đúng rồi đó. Rồi anh giới thiệu tên tuổi của mình cho cô chú anh chị biết ha. Anh là Thanh. Sinh năm 1967, năm 4 tuổi. Quê thì ở Mỹ Tho nhưng mà làm việc và sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Rồi hiện tại thì anh Thanh đang còn làm công việc gì? Anh phụ quán với người em ở chợ Đầu Mối Hóc Môn, quận 12. Buôn bán gì anh ha? Đồ hàng bông.
Hàng Bông hả? Hàng Bông, Đà Lạt, Đà Lạt. Cái đó thì Tết nhất này kia thì ok anh ha. Nói chung thì công việc đó cũng vất vả lắm, tại vì cái công việc đó làm thức đêm không à. Mùa này hết Tết rồi mà bán Hàng Bông này kia cũng ok ha anh? Nói chung thì đầu đó cũng quanh năm suốt tháng. Cái thời điểm lúc ế lúc đắt thôi. Rồi công việc đó thì anh thấy như thế nào, từ cái thu nhập cho đến là sự phù hợp này kia, anh thấy phù hợp không? Nói chung là phù hợp, lương thì ổn định lắm. Vậy một tháng được khoảng bao nhiêu tiền anh ha? Một tháng cũng được 16, 17 triệu. Cao vậy đó anh. Vậy là buôn bán cùng đứa em. Quá phụ người em. Tình trạng hôn nhân của anh Thanh thì anh như thế thì, nào ha? Anh thì với vợ ly dị này cũng 6 năm rồi. Nhưng mà con cái thì ở bên vợ, nhà thì vẫn để cho con cái ở đó. Rồi đi ra ngoài thuê nhà trọ rồi đi làm. Tại nhà thì nhà quận 7. Đi làm là ở Hóc Môn. Vậy thì con anh thì như thế nào anh? Người gái lớn thì gã có chồng rồi. Còn người trai thì đang học lớp 11. Rồi lâu lâu về thăm nó thôi. Đúng rồi, lâu lâu về thăm cấp dưỡng. Cấp dưỡng tiền cho nó học hành này kia thôi anh ha. Hồi nãy mới vô thì cũng mấy cũng quên trở lại chào anh chị trên cộng đồng mạng và chuẩn bị giờ già sức khỏe. Ok anh. Hôm nay anh xuống gặp em đó thì anh có nguyện vọng gì anh có thể bày tỏ cho cô chú? Nói chung thì cũng muốn tìm lại một nửa yêu thương. Hơn nữa cũng đã có chấm một người nhưng mà anh chỉ nói thôi, chỉ nhờ chị Út ở Châu Thành Tiền Giang á buôn bán hải sản. Chị Út buôn bán hải sản. Tại vì anh nghĩ nếu mà anh lại cũng người cũng biết mua bán hay là này kia hay là cũng cùng xứ ở Mỹ Tho. Mong là cô Út xem cái clip này đó mà chấp nhận hay không thì cũng là do cái duyên thôi. Anh quý mến cô Út qua những điểm nào? Thì nói chung thì anh cũng thích mua bán, nhưng hơn nữa thì thấy cô Út cũng hiền từ thì khó xa thì cũng nói vậy, phải không? Anh thì cũng cần một người chân thật, anh thì không thích giả dối. Đã lên đây rồi là có sao mình nói gì hết. Thật lòng hết. Đúng rồi, bởi vì là mình mà không thật lòng á thì những người xung quanh sẽ đánh giá mình. Đúng rồi. Những người xung quanh mình coi vậy chứ cái trang của em nó lan tỏa nó cũng lớn. Thì nói chung là anh cũng lúc mà rảnh rảnh á, tại làm đêm về ban ngày ngủ, khi rảnh rảnh anh cũng coi cái của Tiến Vĩ nhiều. Hơn nữa bạn bè giới thiệu đi chung với bạn. Bạn cũng hối thúc hơi lên đây đi. Hơn nữa cái công việc của anh á thì giờ đang cần một người phụ nữ để cơm nước, anh chỉ làm đêm thì ngày về ngủ. Vậy được một mai mà lập gia đình đó thì liệu cái nơi ăn chốn ở thì anh tính như thế nào? Thí dụ như người đó theo anh thì cũng được, hoặc là anh về bên đó cũng được. Nếu mà theo anh thì sẽ ăn ở đâu? Thì tạm thời là cứ ở nhà trọ rồi từ từ đó tính sao. Còn tuy nhiên thì cũng có một số trường hợp là có một số chị thì cũng muốn là ông xã về cùng rồi ở cùng bên vợ để buôn bán với vợ, hoặc là như trường hợp của cô Út thì cô Út cũng muốn có một người cùng đi chợ cổ đi bán, đi giao hải sản này kia, ví dụ vậy đó. Thì tuy nhiên là cổ nói vậy nhưng mà có một cái là mình phải tính cái chuyện bên mình trước. Đâu phải là ví dụ như nghe cô Út nói vậy là mình là nhảy vô mà nói gì đâu. Mình phải suy nghĩ đắn đo biết người ta có đồng ý hay không. Nhưng mà mình cái lòng mình thật thì mình nói là mình nói. Còn có một điều nữa là nếu một mai đó mà anh mà giữa anh với cô Út mà không có thành và không có duyên với nhau, thì có ai đó mà xem cái clip này lại thích anh Thanh, vậy thì không biết là anh Thanh có cho người đó cơ hội để đến ghi hình để bày tỏ tình cảm với anh không? Được, nếu như thì được. Cái đó là do cái duyên của mình thôi. Chứ mình duyên đâu có chọn được. Đúng không? Đó là duyên, cái duyên của mình. Còn nếu có thì người đó phải là có những điều kiện gì và anh chọn người như thế nào? Nói chung là cũng đừng có lớn hơn tuổi hơn anh nhiều. Bằng hoặc là nhỏ hơn vài tuổi thôi. Rồi anh có chọn tuổi Dần Thân Tỵ Hợi này nọ không?
Theo anh nghĩ là nửa đời còn lại này sao chắc không kén được đâu, đúng không? Dạ. Nếu kén quá thì cũng khó lòng mà kiếm được một người để mà với mình hữu hỷ gì sao nữa. Dạ. Hay coi như là tuổi nào cũng được hết. Dạ. Dạ. Rồi còn công ăn việc làm của người đó này kia thì anh có quan không cần thiết hả? Anh không cần thiết sao cũng được, miễn là về biết là lo cho nhau là được rồi. Anh không cần, ví dụ như anh đi làm cho người em vậy mà anh cần người giàu hơn để mà anh dựa, anh không thích, anh không thích vậy. Nói chung anh cũng không thích. Làm là tự đâu bằng tay mình làm ra. Rồi còn cái việc mà anh cảm thấy là thiếu hụt bây giờ là cần bàn tay của người phụ nữ cần để tay người hỗ trợ. Nên là trong cuộc sống anh thấy đó là âm dương nó hòa hợp. Anh hả? Nói chung là cái cuộc sống mà lớn tuổi sống một mình cũng quạnh quẻ quá. Đúng không? Không lẽ giờ mình ở vậy hoài cũng không được, sau này phải cũng có người hữu hỷ bầu bạn sớm hơn. Con thì ví dụ lớn lên nó có chồng có vợ, nó cũng đâu có lo phụ dưỡng cho mẹ được. Giống như một người kế bên mình đâu. Đúng rồi. Ok, thì em cũng trên cơ bản là em nắm được rồi. Rồi còn bây giờ đó thì anh có muốn nhắn gửi tới cô Út điều chi thì anh cứ tự nhiên. Còn em ghi nhận thì trên cơ bản đó. Còn nếu ví dụ như anh e ngại hay là điều gì đó thì anh gửi tới cô chú anh chị lời chúc rồi mình kết thúc buổi trò chuyện. Như anh đã nói là anh cũng như chấm cô Út là ở Châu Thành Tiền Giang buôn bán hải sản vậy đó. Nghe cô Út cũng cần người vậy thì anh nói chung thì cái công việc anh chắc có lẽ cũng sẽ phù hợp. Hơn nữa thì cũng cùng quê mà Mỹ Tho Tiền Giang đó, anh cũng muốn như vậy nhưng mà cũng mong là cô Út là chấp nhận. Còn nếu mà ấy thì anh không biết nó sao giờ. Rồi em xin ghi nhận điều này. Và chúng ta sẽ chờ đợi xem là bên cô Út trả lời như thế nào. Rồi nếu bên cô Út mà không có thấy phản hồi tích cực thì nếu có ai muốn làm quen với anh Thanh thì em sẽ ghi nhận anh Thanh nha. Rồi vậy mình chào tạm biệt nhau anh Thanh ha. Rồi anh để cái micro đó cho em ha. Chào anh nha. Bye bye. Bye bye anh. Anh kêu người tiếp theo giùm em luôn nha. Số 8 anh. Thưa quý vị, chia tay với vị khách nam, chúng ta đến với một vị khách nữ.